Vâng, thưa quý vị, nói về người con thì nãy Phi Lan đã nói rồi. Trong cái tuyển tập này của anh có một cái chương gọi là bắt cóc. Thấy hai chữ bắt cóc nó lạ lắm trong một cái tác phẩm như thế này, thì ai bắt cóc ai và chuyện gì xảy ra? Nhưng mà trong cái câu chuyện này thì nói qua cái tình của người cha đối với con, tình người vợ đối với chồng và tình người con đối với mẹ, từng người chồng đối với vợ. Phải nói chỉ là một mãn chuyện rất là ngắn, nó vui, nó có cái thú vị, nó không làm mình nặng nề, nhưng mà mình suy nghĩ thì mình biết được là cái hàm ý của tác giả khi viết tập chương này, anh nói gì về cái người con mà bị bắt cóc như thế. Thưa chị, thì trong cái cuộc sống của mỗi người nó có những cái sự việc bất ngờ, mà những cái sự việc bất ngờ đó nó đưa lại chúng ta đến một cái quyết định, mà cái quyết định thế nào đi nữa mà theo mình lúc bây giờ mình nghĩ rằng cái quyết định đó là một cái quyết định hợp lý. Tôi có gọi điện thoại lên Đà Lạt để hẹn cho bà vợ là đúng mấy giờ đã đem đứa con ra phi trường để tôi trở về cho bà nội thăm. Má tôi từ Đà Nẵng vào Nha Trang mục đích để thăm đứa cháu nội. Thì tôi đã dặn dò đúng như vậy, đúng ngày giờ đó. Thì khi tôi đáp xuống phi trường Đà Lạt chỉ trễ có 10 phút thôi mà tôi không thấy bà xã tôi với đứa con ở đó. Thì trên đường về nhà thì tôi thấy bà xã tôi bà ngủ, đứa con cũng ngủ. Thì tôi mới ẵm đứa con ra, nó khóc quá. Nhưng mà thấy một cái xe lam nó chạy qua thì tôi mới ngoắc xe lam, tự nhiên tôi nghĩ đến mẹ tôi quyết định tôi đưa lên phi trường để lên phi cơ tôi trở về, là vì tôi đã hứa với bà má tôi là ngày hôm nay tôi sẽ chở cháu nội về cho mẹ thăm. Nhưng mà cái hoàn cảnh như thế này tôi phải quyết định, cái quyết định đó là bên tình và bên hiếu, như vậy tôi phải quyết định là tôi ẵm đứa bé lên trên phi cơ tôi chở cháu về cho bà nội thăm. Nhưng mà cũng may mắn là lúc đó lại có một cái anh không quân chạy ra phi trường để xin phi cơ về Nha Trang. Thì chị biết tôi đi có một mình, đi một mình thì phải có cái người giúp đỡ chứ đâu có cái casit như bây giờ. Thì cái người đó ẵm đứa bé và tôi cất cánh về. Thì khi tôi cất cánh về thì bà má tôi bà đau lòng lắm. Bà nói vợ con như thế này thì nó bà biết chứ. Bà biết nó có một cái trục trặc gì trong cái đời sống gia đình mà để phải như vậy. Thì khi mà làm xong cái điều đó, cái chuyện mà bắt cóc đó, như bây giờ thì tôi là vô tù tôi ngồi rồi, nhưng mà khi làm cái xong chuyện đó thì tôi phải làm như vậy để cho vừa lòng mẹ tôi muốn thăm. Nhưng mà sau đó tôi cũng ân hận lắm chị đó, ân hận lắm. Thì cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện để cho mỗi một người chứng tỏ rằng khi một trong cuộc đời mình phải có những cái quyết định, mà cái quyết định nó sao lúc bây giờ mình nghĩ rằng cái quyết định đó hợp lý nhất thì mình quyết định như vậy. Cho nên cái chuyện bắt cóc con là để thể hiện được một cái tính cách của một con người để chọn lựa một cái quyết định. Vâng, thưa quý vị, đọc cái này á, ngoài việc mà chúng ta nhìn thấy cái tình yêu của đôi lứa, tình yêu của mẹ con, tình yêu của cha con, thì trong này có hai cái chương, một chương bắt cóc và một chương nữa là đứa con lai. Mới đầu Việt Nam thấy cái đứa con lai đó thì mình cứ suy nghĩ đứa con lai này là ai, mình cũng tìm mãi là trong cái câu chuyện này á có đứa con của anh ấy, đứa con gái thì nó xinh đẹp mà người ta cứ tưởng là đứa con lai, thì cái câu chuyện của anh á để cho chúng ta thấy rằng là không phải chỉ nói anh nói về gia đình anh hay nói về bạn bè anh có nhập gì với chúng ta, nhưng mà sự thật có chứ, cuộc đời của chúng ta trải qua là bao giờ chúng ta cũng phải thấy nâng niu những cái gì của mình, làm mẹ làm cha ai cũng nâng niu đứa con của mình. Và đứa con đó dù là đứa con hư hỏng cũng là con của mình và yêu nó vô cùng. Nhưng mà ngoài ra khi mà yêu nó rồi thì những gì nó để lại cho mình có thỏa đáng hay không? Thì đối với anh Võ Ý, cho tới ngày hôm nay cái đứa con lai của anh đó, mình hãy nói để cho quý vị thắc mắc là ông Võ Ý này làm sao có đứa con lai. Thì quý vị muốn biết thì phải tìm cái cuốn tuyển tập của ông Võ Ý để đọc là đứa con lai như thế nào. À, sự thật ra thì đọc quá thì Việt Nam muốn hỏi, tự hỏi là tới ngày hôm nay cái tình yêu của một người cha dành cho con, anh yêu con vô cùng, thế thì ngược lại cái người con có hiếu với anh không,
Và đến ngày hôm nay thì anh có thỏa mãn với những gì người con mang lại cho mình không? À, thưa chị Phiến Đan, người ta nói rằng có phước thì có phần. Thì có những người có con cũng có được con nó đền đáp, nhưng cũng có những người không có được như vậy. Cho nên theo tôi tin ở Phật là có phước thì có phần. Riêng các đứa con của tôi bây giờ thì mọi sự đều ok. Nhưng mà chị hỏi về cái đứa con lai đó đó, là tôi muốn trình bày với chị với quý vị khán thính giả rằng trong một cái hoàn cảnh nào của cuộc sống thì có một cái câu là cùng tất biến, biến tất thông. Thưa chị, mà một cái hoàn cảnh mà sau 30 tháng 4 là vô cùng bi thảm, thì trong cái bước cùng đó nó có thể biến. Cái biến là đứa con lai. Thì cái đứa cháu của tôi nó sinh ở Đà Lạt, da dẻ nó hồng hào, nó trắng trẻo, cho nên nó giống như đứa con lai. Thì qua cái gợi ý của một người chị ở bên Mỹ gửi về, thì nên cho nó đi theo diện con lai. Thì từ đó cái mẹ của đứa con lai mới đi làm giấy tờ là đứa con lai. Thì tự nhiên tự nhận mình là có một ông phi công Mỹ, rồi có đứa con, rồi bây giờ ông nó thất trận đâu không biết. Thì bây giờ có cái chương trình đi con lai, thì đưa cái đứa con đó đi theo cái diện đứa con lai. Cho nên cái đứa con lai đó là thể hiện của cái người, của cái người mình trong cái câu là cùng tác biến, biết tán thông. Thì biến thế như thế nào để mà thoát khỏi cái cảnh đọa đày đó? Thì cái bà vợ của tôi đó, bà đã chịu biết bao nhiêu khổ nhục để mà đưa đứa con nó qua khỏi Việt Nam. Thì bà phải nhận rằng bà ở với Mỹ, một phi công Mỹ, rồi bây giờ cái phi công nó lâm trận chết, bây giờ không biết tên tuổi là ai. Cái đứa con lai đó nó may mắn thì nó có trắng trẻo, nó giống như người Mỹ trắng, cho nên mới làm cái hồ sơ là đứa con lai. Và chẳng là coi như là may mắn rồi mẹ nó đưa được cháu nó qua bên Phi Luật Tăng và qua định cư. Cho nên cái đứa con lai đó là nó lai Ý chứ không phải lai Mỹ, thưa chị. Và cái đứa con lai đó là biểu hiện cho một cái lẽ của cuộc sống là cùng tác biến, biết tác thông để mà thoát khỏi cái cảnh đọa đày của chế độ cộng sản, thưa chị. Vâng, thưa quý vị, sự thật là như vậy. Khi mà Phiến Lan đọc tới cái chương này là Phiến Lan hiểu là trong cái thời điểm đó cái vấn nạn con lai trở thành một cái vấn nạn, có một cái vấn đề rất lớn đối với những người muốn bỏ, rời bỏ Việt Nam để ra đi. Bởi vì khi mà chính phủ Hoa Kỳ có một cái chương trình mang con lai rời khỏi Việt Nam, thì phải nói rằng là có rất nhiều gia đình, họ không phải là gia đình con lai, nhưng mà ghép hồ sơ để mà được đi, rồi lấy thân phận là con lai để được đi. Thì câu chuyện của anh Võ Ý cũng là như anh Võ Ý nói, là cái người vợ của anh phải tìm đủ mọi cách để đưa đứa con, mà có người cha gọi là mang cái tội hình gọi là tù cải tạo, đang ở trong tù, mà người vợ anh phải tìm đủ mọi cách để đưa con mình đi bằng mọi giá. Thì đối với nhiều người, người ta đã thắc mắc và bảo là cái này là mình không có thành thật hay là như thế nào. Nhưng mà sự thật, hiện nay có rất nhiều người cũng muốn rời khỏi Việt Nam bằng mọi hình thức, chỉ cái mục đích là muốn tìm tự do và tìm được cái đời sống nhân bản mà thôi. Thành ra là với tất cả những cái vấn đề mà anh đưa vào trong sách của anh đó, là anh vẽ lại một cái bối cảnh lịch sử và xã hội Việt Nam trong mọi tình huống mà người Việt Nam phải chịu, phải ngậm đắng nuốt cay, phải hóa thân mình để tìm được tự do. Thì đó là cái tác phẩm của anh Võ Ý. Ngoài những cái vấn đề này thì Phiến Đan lại thắc mắc hơn nữa. Nhưng những cái thắc mắc của Phiến Đan sẽ mời quý vị theo dõi sau vài phút giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài. Cảm ơn quý vị.